Xem tử vi năm 2023 cho nữ mạng Canh Tý, sinh năm 1960. Tử vi năm Quý Mão thấy rằng, về mặt tình cảm gia đình xét thấy, bố mẹ không hòa hợp với con cái. Về sức khỏe, do tuổi tác đã cao, nên quý bà tuổi Canh Tý cơ thể yếu kém, làm ảnh hưởng không tốt trong việc đi lại ngoại giao cũng như công việc làm ăn. Trong năm, tiền bạc của quý bà có sự chi tiêu nhiều cho sức khỏe bản thân và gia đình. Canh Tý lương thượng chi thử tức chuột chân xa. Tuổi năm 2023, 64 tuổi, sinh từ ngày 28 tháng 1 năm 1960 đến ngày 14 tháng 2 năm 1961. Ngũ hành bản mệnh Bích Thượng Thổ tức đất tò vò. Xem tổng quan tử vi tuổi Canh Tý nữ mạng vào năm 2023 như sau. Luận về thiên can canh hành kim gặp thiên can quỷ hành thủy trở về bình hòa. Địa chi tỷ gặp địa chi mão thuộc nhóm tử hành xung xấu. Ngũ hành bản mệnh ngũ hành thổ gặp năm ngũ hành kim sinh xuất xấu. Cung phi khôn thổ gặp cung phi tổn mộc thuộc cung ngũ quỷ xấu. Sao chiếu mệnh năm 2023 sao kế đô. Hạn năm 2023 hạn thiên tinh. Hạn tuổi năm 2023 phạm hạn kim lâu và hạn tam tai năm thứ hai. Vận niên năm 2023 cậu cuồng phong tức trỏ dại xấu. Tử trụ năm 2023 thiên hòa địa xung. Hướng tốt xuất hành vào ngày mùng 1 Tết. Quý bà tuổi Canh Tý nên xuất hành theo hướng Tây Bắc từ lúc 3 giờ đến 7 giờ sáng tính theo giờ địa phương để nghênh tiếp hỷ thần. Màu hợp tuổi năm 2023, màu vàng và màu trắng. Tượng xương, tượng tinh, xương con chuột, tượng tinh con dê. Kết luận. Tử vi năm 2023 của nữ mạng Canh Tý thấy rằng, năm nay quý bà sẽ phải đón nhận không ít những chuyện buồn đưa tới, sức khỏe không được tốt, ốm đau bệnh tật sẽ lâu khỏi bệnh. Thêm vào đó, phải hao tán tiền của khá nhiều vào trong nhà cửa và con cái. Luận giải tử vi tuổi Canh Tý vào năm Quý Mão 2023 về sao chiếu mệnh, sao kế đô. Kể đồ sau ấy dài đông, chia tay đôi ngã không mong tao phùng, tháng 3 tháng 9 bạo bùng, nhức tài đào ốc khủng cùng sát thân. Sao kể đồ thuộc hành thổ trong năm Quý Mão sẽ mang lại nhiều chuyện bất lợi đối với quý bà. Sau này, trụ về gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tinh thần muộn phiền, gặp phải họa vô đơn chí, tiền bạc cũng khó khăn, phải hao tán nhiều. Đặc biệt, sau này xấu nhất là vào tháng 3, tháng 9 âm lịch. Quý bà cần phải cẩn thận, cuộc sống vất vả, công việc trở ngại, tình cảm gia đạo rối ren, mâu thuẫn. Luận về sao hạn, hạn thiên tinh. Thiên tinh là hạn trung bình, mang lời chịu tiếng thình lình chẳng hay. Thiên tinh là sao chẳng hay, ra ngoài mắt phải giả tai ngục hình. Năm Quý Mão, quý ba tuổi Canh Tý có hạn thiên tinh xét thấy hạn này sẽ mang lại không ít những chuyện tai bay và gió. Do đó cần phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Bên cạnh đó sức khỏe cũng có vấn đề không tốt liên quan tới ngộ độc tiêu hóa kém. Luận về hạn tuổi năm 2023 phạm hạn kim lâu. Hạn này xấu, trụ về, sức khỏe bị ảnh hưởng yếu kém, xây dựng được nhà cửa hay mua xe mua nhà đều không thuận lợi và may mắn. Hạn tam tai năm thứ hai. Hạn này mang tới cho nữ mạng Canh Tý những bất lợi trong công việc làm ăn, xảy ra không ít những thay đổi. Ngoài ra tình cảm vợ chồng không được tốt. Vận niên năm 2023, cậu cuồng phong, xấu. Vận niên này dự báo trong năm sẽ gặp phải những vấn đề bất lợi về sức khỏe, công việc khó khăn. Trong năm, phải học cách kiên trì, nhẫn nại, chờ đợi thời cơ để thay đổi vận mệnh của mình. Không chỉ thế,
khuyên người tuổi này nên giữ công việc ổn định như cũ, hạn chế thay đổi, giữ trữ tỉnh với mọi người, tránh tham gia vào các trò đỏ đen cá độ. Ngoài ra, nữ mạng tuổi này mặc dù kết giao được bạn bè tốt nhưng bản thân lại dễ nảy sinh lòng đố kỵ mà xảy ra cãi vã tranh chấp. Luận về tử trụ. Tử trụ có thiên hòa, địa hung. Về phương diện sự nghiệp hay tiền bạc trong năm Quý Mão, xét thấy bình thường, không nên thay đổi công việc hay đầu tư vốn vào kinh doanh làm ăn. Năm nay do địa chi phạm tương xung nên Quý Ba không nên thay đổi nơi ăn chốn ở hiện tại và phải chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Luận giải lá số tử vi đối với nữ mạng Canh Tý vào năm Quý Mão 2023 như sau. Tài cung chiếu mệnh có các sao: Thiên Trù, Địa Vọng, Suy, Long Đức. Bộ sao này báo hiệu công việc làm ăn trong năm có nhiều bất lợi. Tốt nhất nên giữ nguyên, không nên mở rộng hay đầu tư trong năm nay. Tiền bạc cũng không nên bỏ ra đầu tư trở về khó thu hồi lại vốn. Tài cung xung chiếu có các sao: Thiên Dương, Thiên Không, Dương, Thiên La, Tuần, Tướng Quân. Bộ sao này trở về công việc làm ăn gặp nhiều bất lợi, lại thêm sức khỏe kém. Ngoài ra, xuất hành ngoại giao dễ bị kẻ xấu lừa gạt. Tài cung tam hợp có các sao: Thanh Long, Trực Phù, Lưu Hà, Thiên Hỷ, Tuyệt, Thiểu Âm, Mộc Dục, Phi Liêm. Bộ sao này cho biết đây không phải là một năm công việc làm ăn tốt lành, nhưng gặp nhiều cản trở, trắc trở khiến cho Quý Ba không đạt được như ý muốn ban đầu. Nhưng được cái là trong năm sẽ có hỷ tỉnh thêm người đưa tới trong gia đạo anh em bạn bè. Tài cung nhị hợp có các sao: Thiên Khôi, Tiểu Hào, Tuổi Phả, Thiên Khốc, Thai. Bộ sao này báo hiệu công việc làm ăn của Quý Ba có nhiều thay đổi. Tiền bạc xét thấy chi tiêu nhiều vào người thân gia đình. Bên cạnh đó, trong năm xảy ra những chuyện buồn khiến cho Quý Ba phải lo lắng. Kết luận. Qua luận giải lá số tử vi của nữ mạng Canh Tý thấy rằng năm nay không được tốt, bởi lẽ phải chịu những ảnh hưởng xấu từ sức khỏe của bản thân tới công việc cũng như đi lại. Bên cạnh đó cũng phải chi tiêu hao tốn nhiều cho sức khỏe con cái. Trong năm cần đặc biệt lưu ý sức khỏe về các bệnh huyết áp và xương khớp không được tốt. Xem tử vi năm Quý Mão 2023 cho nữ mạng Canh Tý qua từng phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện tài chính. Xét thấy tài chính không nhiều dư giả, không làm ra được nhiều tiền của. Vận số của Quý Ba khá tốt, nhận được lộc tiền do con cháu đưa tới. Luận về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe thấy rằng cần phải chú ý không được tốt, chủ yếu liên quan tới bệnh thiểu máu, huyết áp không được tốt. Ngoài ra, tham gia giao thông cần phải chú ý xe cộ cẩn thận. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Phương diện này trong năm không có sự mở mang. Tuy nhiên, trong công việc làm ăn, nhận được sự giúp đỡ của người thân cũng như anh em con cháu trong nhà dẫn tới mọi việc phát triển đều khá tốt đẹp và may mắn. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tình cảm gia đạo có tin vui thêm người đưa tới. Thế nhưng, sức khỏe bố mẹ của nữ mạng Canh Tý lại có vấn đề xấu xảy ra. Luận về phương diện xuất hành ngoại giao. Phương diện này được dự báo không được thuận lợi vì chịu ảnh hưởng xấu của sức khỏe. Ngoài ra, xuất hành cũng không được tốt, hạn chế đi lại nhiều trong năm nay. Xem tử vi năm 2023 của nữ mạng Canh Tý qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, tháng đầu xuân năm mới, Quý Ba phải tiêu tốn tiền bạc cho công việc cũng như trong cuộc sống. Không chỉ thế, trong gia đạo có người đau ốm. Tháng 2 âm lịch, tháng này xét thấy xảy ra nhiều chuyện buồn phiền, bên cạnh đó sức khỏe cũng có tín hiệu không được tốt đưa tới. Tháng 3 âm lịch, tháng này, các thành viên trong nhà đón nhận hỷ tính cưới hỏi.
thêm dâu, thêm rải, thêm cháo đưa tới trong nhà. Tháng 4 âm lịch, tháng này dự báo có nhiều biến động, gia đạo có sự sửa sang, xây cất nhà cửa hoặc có sự thay đổi nơi ăn trốn ở mới. Tháng 5 âm lịch, tháng này xảy ra bình thường và không có điều gì đáng ngại. Đặc biệt cần lưu ý có hạn chân tay không được tốt. Tháng 6 âm lịch, tháng này xét thấy không tốt, tiền bạc hao tán chi tiêu nhiều hơn là thu về. Sức khỏe cũng dễ bị đau ốm bệnh tật lâu khỏi bệnh. Tháng 7 âm lịch, tháng này gia đình có những chuyện không vui xảy đến. Các thành viên trong gia đạo xảy ra mâu thuẫn bất hòa. Tháng 8 âm lịch, tháng này sức khỏe suy yếu, cần phải chú ý các căn bệnh liên quan tới máu huyết không ổn định. Tháng 9 âm lịch, tháng này quý bà có vận số khá tốt, được hưởng âm phúc của tổ tiên mà mọi việc đều tiến hành hanh thông và các lợi. Tháng 10 âm lịch, tháng này không được tốt, gia đạo xảy ra những chuyện muộn phiền, thêm vào đó sức khỏe xảy ra những vấn đề yếu kém. Tháng 11 âm lịch, tháng này xét thấy có lộc đưa tới, về phần sức khỏe thì khá yếu kém, phải đặc biệt lưu ý cẩn thận khi đi đến những miền sông nước. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm Quý Mão, dự báo mọi việc đều không suôn sẻ, tiền bạc phải tiêu tán không ít, kèm theo sức khỏe có bệnh tật lâu khỏi. Năm Quý Mão 2023, nữ mạng canh tí cần hợp tác làm ăn với các tuổi nào để được hanh thông và thuận lợi? Nữ mạng canh tí nên hợp tác làm ăn với các tuổi sau để được hanh thông và thuận lợi. Đó là tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, hoặc tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, để thêm phần hanh thông và thuận lợi. Tổng kết. Qua luận giải vận hạn tử vi tuổi canh tí vào năm Quý Mão thấy rằng, năm nay là một năm không có nhiều thuận lợi, mọi việc đều bình thường, nếu có xảy ra khó khăn trong công việc thì cũng được anh em bạn bè giúp đỡ. Tuy nhiên về phần sức khỏe không được tốt, đau ốm bệnh tật thì lâu khỏi lại. Năm 2023, các tháng tốt đối với nữ mạng canh tí là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Các tháng xấu là tháng 2, tháng 6, tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Quý bà tuổi canh tí cần lưu ý.